Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa gạo ngày 7 tháng 4 2024 giá không có biến động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, bình quân giá lúa dao động quanh mốc 7.200 tới 8.200. Tại Long An, nhu cầu mua lúa tươi khá, lượng lúa còn lại ít. Giá lúa neo cao, nông dân chào giá lúa gần cắt nhít nhẹ. Giá tham khảo hôm nay, giá lúa Đông Xuân khô IR504 9.100 tới 9.200. Tại Cần Thơ và Kiên Giang IR504 giá 9.200 tới 9.300. Tại Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp OM380 giá 9.000 tới 9.100. OM18 9.300 tới 9.400. Đài Thơm 8 9.300 tới 9.400. ST21 11.000 tới 11.100. ST24 11.500 tới 12.000. Giá lúa tươi tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800, OM380 7.600 tới 7.700, IR504 7.700 tới 7.900, lúa Nàng Qua 8.300 tới 8.500, Đài Thơm 8 8.000 tới 8.200, OM5451 7.700 tới 7.900, OM18 7.900 tới 8.100, OM4900 7.700 tới 7.900. OM34 7.700 tới 7.800. Tại Kiên Giang IR504 7.700 tới 7.900. OM380 7.600 tới 7.700. Đài Thơm 8 8.000 tới 8.200. OM5451 7.700 tới 7.900. OM18 7.900 tới 8.100. Nàng Qua 8.300 tới 8.500. RVT 7.900 tới 8.100. DS1 7.500 tới 7.600. ST24 25 9.100 tới 9.300. OM34 7.700 tới 7.800. Jasmine 7.800 tới 8.000 đồng. Javonica 7.600 tới 7.800. Tại Cần Thơ, Hậu Giang IR504 7.800 tới 7.900. OM380 7.700 tới 7.800. Đài Thơm 8 8.000 tới 8.200. OM5451 7.800 tới 7.900. OM18 giá 7.900 tới 8.100. Nàng Qua 8.300 tới 8.500. ST21 7.900 tới 8.000. ST24 25 8.100 tới 8.200. OM34 7.600 tới 7.800. Jasmine 7.800 tới 8.000 đồng. Javonica 7.900 tới 8.000 đồng. Tại Đồng Tháp IR504 7.800 tới 7.900. OM380 7.700 tới 7.800. Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200. OM5451 7.700 tới 7.900. OM18 giá 7.900 tới 8.100. Nàng Qua 8.300 tới 8.500. OM4900 7.800 tới 7.900. Nếp An Giang 7.000 tới 7.200. Nếp Long An 7.700 tới 7.800. Tại Sóc Trăng IR504 7.600 tới 7.700. OM380 7.500 tới 7.600. Đài Thơm 8 7.900 tới 8.100. OM5451 7.500 tới 7.700. OM18 7.800 tới 8.000 đồng. OM4900 7.600 tới 7.800. Lúa Tài Nguyên 8.300 tới 8.500. RVT 7.900 tới 8.100. VNR20 7.400 tới 7.600. ST21 7.900 tới 8.000 đồng. ST24 25 9.600 tới 9.800. OM34 7.600 tới 7.800. Lúa Jasmine 7.700 tới 7.900. DS1 7.600 tới 7.800. Tại Bạc Liêu, Cà Mau IR504 7.600 tới 7.700. OM380 7.500 tới 7.600. Đài Thơm 8 7.900 tới 8.100. OM5451 7.500 tới 7.700. OM18 7.800 tới 8.000 đồng. Nàng Qua 8.400 tới 8.500. RVT 7.900 tới 8.100. VNR20 7.400 tới 7.600. ST21 7.900 tới 8.000. ST24 25 9.500 tới 9.700. OM34 7.600 tới 7.800. Jasmine 7.700 tới 7.900. DS1 7.600 tới 7.800. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng. IR504 7.600 tới 7.800. OM380 7.500 tới 7.700. Đài Thơm 8 8.000 tới 8.100.
OM5 451 7.600 tới 7.800, OM18 7.900 tới 8.000, OM49 00 7.800 tới 8.000, RVT 7.800 tới 8.000 đồng, SD24 25 9.800 tới 9.900, OM34 7.600 tới 7.700, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS1 7.700 tới 7.900, tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 7.700 tới 7.800, OM380 7.500 tới 7.600, Đài Thơm 8 8.000 tới 8.200, OM5451 7.700 tới 7.800, OM18 7.900 tới 8.100. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng,